Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Được Lâm Bảo Châu tặng quà Valentine, lại quyên đối đáp đầy ngôn tình. Giống như các cặp đôi khác vào ngày lễ tình nhân, ca sĩ Lệ Quyên cũng nhận được quà từ bạn trai xoáy ca Lâm Bảo Châu. Năm nay anh chàng dành tặng cho nữ ca sĩ một bó hoa với 500 bông hồng tượng trưng cho tình yêu bền vững. Sau khi nhận được quà, Lệ Quyên cũng nhanh chóng khoe với mọi người khiến ai nấy đều hết sức ghen tị. Anh ấy nói rằng anh chỉ có trái tim tặng em thôi, điều tuyệt vời nhất anh tặng em là đủ rồi. Bước vào nhà khi mở cửa ra, ngỡ ngàng thấy chọn hoa lớn gấp đôi mình với 500 bông hoa bạn ấy thiết kế riêng thế này, My Valentine, nữ ca sĩ Lệ Quyên Hạnh Phúc viết trên trang cá nhân. 500 bông hoa được xếp theo hình trái tim do chính bạn trai tự tay chuẩn bị tặng cho Lệ Quyên và được đặt ngay phòng khách. Sau khi dọn về căn biệt thự sống, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vướng phải nghi vấn cả hai đang sống chung với nhau. Lâm Bảo Châu chia sẻ, nơi tập luyện của anh trùng khớp với tấm thảm trải phòng khách của nhà Lệ Quyên. Chưa dừng lại ở đó, Bình Hoa mà nữ ca sĩ khoe trên trang cá nhân cũng có mặt trong bức ảnh sống ảo của chàng người mẫu. Trên trang cá nhân, nam người mẫu Lâm Bảo Châu cũng đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào của mình với bạn gái ở đêm 14 tháng 2. Theo đó, Lâm Bảo Châu dành cho chị đẹp cả trăm đóa hồng được kết thành hình trái tim đầy lãng mạn, trong khi ấy lại quyên lại chuẩn bị loạt áo hàng hiệu để tặng cho bạn trai dịp lễ. Tuy nhiên, điều khiến mọi người quan tâm nhất chính là dòng chữ thể hiện tình cảm, mối quan hệ bền chặt của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chỉ sau hơn một năm hẹn hò. Cô viết tay cảm ơn chồng vì ngày nào cũng khiến vợ cảm thấy ngọt ngào như Valentine, lớp you. Đây là lần đầu tiên khán giả biết được cách sân hô của cặp đôi, họ đã chuyển sang hẳn chồng vợ, thay vì cô thường nói về Lâm Bảo Châu với kiểu gọi bạn ấy như trước kia ngoài ra trong ngày lễ tình nhân giọng ca nếu em được lựa chọn cũng bày tỏ suy nghĩ cá nhân cô tâm sự tình yêu đối với mình luôn là duy nhất cháy bỏng và lớn lao mình không phải là người hay hứa hẹn mình chỉ yêu đến quên hết bản thân mình không bao giờ vì nóng giận mà tùy tiện nói chia tay nhưng đã nói là chỉ nói một lần và trời sập xuống cũng không thay đổi được đã chia tay thì không bao giờ quay lại bởi trước khi nói ra đã luôn cố gắng hết sức đến trầy da tróc vậy để giữ gìn mình yêu như thế đấy còn thuộc về nhân nhau thì hãy nắm chặt tay nhau nhé hãy trân trọng và tận dụng từng cơ hội để thể hiện tình yêu đó với nhau vẫn là Valentine nhỉ. Vậy hãy mỉm cười thật hạnh phúc với tình yêu có trong tim mình. Với tính cách yêu hết mình, yêu đến mức quên bản thân cũng đủ để mọi người thấy. Việc cô công khai hẹn hò người kém 12 tuổi cũng là điều dễ hiểu. Lê Quyên trân trọng cảm xúc cá nhân và sống thật khi yêu. Vì thế cô cũng chẳng giấu Lâm Bảo Châu trước tò mò của mọi người. Cả hai giờ đây vẫn thường xuyên khoe ảnh và dành lời có cánh cho đối phương. Vào thời khắc giao thừa 2022, nam người mẫu khoe ảnh đi chùa cầu nguyện, sự bình an với bạn gái và khẳng định ngọt bùi, đắng cay nào cũng san sẻ với nhau. Anh hiếm hoi thể hiện tình cảm trên mạng xã hội nhưng vẫn có cách để mọi người biết rằng mình đã được đánh dấu chủ quyền. Lâm Bảo Châu nhắn nhủ bức ảnh đầu tiên của năm mới cũng như mọi năm cứ đến ngày bước sang năm mới là đi lễ thả lòng an nhiên nghĩ lại năm qua vẫn là năm cuối trong hạng tam tay mà nhà lại hai con gà hạng cùng nhau thôi thì ngọt bùi đắng cay cùng chia sẻ bước qua năm nay thì cùng bay nào bạn ơi năm 2022 mong rằng tất cả chúng ta sẽ nhiều sức khỏe để gặt hái thật nhiều thành công, một năm thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người yêu thương một năm đại thắng nhé. Thời gian gần đây, Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu đã nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người. Ai nấy đều hy vọng, nữ ca sĩ sau khi trải qua những chuyện buồn trong hôn nhân sẽ tìm được bến đậu mới hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, cả Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn chưa có động thái nào về việc cả hai sẽ về sống chung nhà trong thời gian tới mà chỉ trân trọng những ngày bình yên bên nhau. tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo